Dưa lưới là loại trái cây được rất nhiều người yêu thích nhờ mùi vị thơm mát nè, ngọt liệm. Không những thế thì nó còn được biết đến là món ăn ngon mà còn là thần dược cho sức khỏe với nhiều công dụng ngăn ngừa các loại bệnh nguy hiểm như là bệnh tim mạch và ung thư nữa. Thì liên quan đến loại trái cây bổ dưỡng này, một nông dân 9X ở miền Tây đã tạo thành công những quả dưa lưới khắc chữ phục vụ cho dịp Tết và đang được rất nhiều người tìm mua. Ngay bây giờ mời quý vị cùng chiêm ngưỡng những trái dưa lưới độc đáo này nha. Khu nhà màng rộng 300 mét vuông này là phần đất mà anh Trần Thanh Tiền, ngụ xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp thuê để trồng riêng dưa lưới khắc chữ. Với gia tài là 4 năm theo học ngành công nghệ sinh học và 1 năm nghiên cứu nông nghiệp tại Israel, anh Tiền bắt đầu khởi nghiệp với nghề trồng dưa lưới. Được biết anh Tiền đi theo cách áp dụng kỹ thuật canh tác hiện đại với việc sử dụng phân sinh học và phân hóa học được nhập khẩu từ Israel, đồng thời áp dụng phương pháp tưới nhỏ giọt, sử dụng thiên địch để phòng sâu bệnh, kiểm tra độ ẩm, ánh sáng. Thì do nhu cầu dưa khắc chữ của năm ngoái thì mình có thử nghiệm rồi, mình làm đạt tốt, thị trường họ nhu cầu họ cao, nên năm nay mình quyết định mình làm số lượng mình tăng lên để cung cấp cho thị trường. Năm nay anh Tiền định đưa ra thị trường Tết 120 cặp dưa lưới khắc chữ, mỗi trái nặng từ 1,5 đến 2 kg. Bên cạnh các chữ chúc mừng năm mới, an khang thịnh vượng, năm mới phát tài, phúc lộc thọ như mọi năm,